chào nghệ nhân. À, có cái nhãn này, sao nhãn gì nhìn láng lại vậy? Nhãn tứ thời đấy. À, hay quá, quả như nhãn tà. Nhưng mà quả nó như quả nhãn tà. Quả như quả nhãn tà nhưng nó không có hạt đâu. Ờ, hay quá nhỉ. Ăn được. Ăn thơm, này. Ngọt lắm. À, cũng quả to bằng quả nhãn mình. Ờ, nhỏ, nó nhỏ bằng... Hay quá nhỉ. Nhỏ hơn. Lá tròn tròn đẹp nhỉ. Lá có vân rõ đẹp thế. Cái đấy bao tiền đi bác? Cái 25 triệu. 25 triệu. Nhìn cái thân nó cổ quái kia. Cổ quái già đó. Đấy. Còn cái cây nhập bên Hàn Quốc này về đấy này, đỏ đỏ này. À, cây này là cây Ninh Bình đấy. Đấy. Mai Lan này. Đấy, Mai Lan. Ờ, công nhận em bây giờ em để ý mới thấy bây giờ trên phố ấy. Mấy cái nhà biệt thự nó có đấy. Quái không biết cái gì giống quen quen quá đây, bây giờ nhớ là ở đây. Mai Lan. Là hoa Tết mà. Đẹp nhỉ. Lộc đỏ đẹp thế. Lộc đẹp. Thân u cục cổ kính. Cây đấy là bao nhiêu bác nhỉ? Cây đấy 3,5 triệu. 3,5 triệu đấy. Rẻ thế trời mà đẹp. Mai cổ luôn. Nhiều ông có tiền rồi cũng không thích mua rẻ đâu. Này lọc lại số của nghệ nhân Lê Vang anh nhỉ? 0912 386 366 rồi. Ok, vào bây giờ bắt đầu đi vào việc. Ép plastic công nghệ cao. À đây, số đây. À, số đây. Nhãn, đây này các bác cứ nhìn có cái lá nó là lạ lạ đặc biệt. À đây 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 đây, hoa đây. Hoa là cái nhãn đâu ạ? Nhãn à? Lá đẹp quá. Nhãn 4 mùa đấy. Nhãn 4 mùa, nhãn không hạt. Các bác nhìn này, cái thân của nó già từ gốc cho đến cái tay phóng này, cái thân siêu này, đến tận đầu thân siêu luôn. Mà cái lá nó rất là hay đó. Tôi có thể là nhìn thấy đâu đó, nhìn quen quen nhưng mà không biết nó là cây nhãn đâu. Hoặc là các bác ở vùng miền khác có gọi nó là cây nhãn không thì comment các bác nhé. Đấy, thân của nó này, nổi chóc bong chóc mà, nó già. Lá này cơ bản là lá đẹp. Một cái độc lạ này, so với ở miền Bắc. Đấy, nhãn. Tối về search Google xem bao nhiêu nào. Hoa đây. Hoa đây. Tứ thời tức là 4 mùa đấy. 4 mùa đều có hoa trái đấy các bác. Đấy, nó đấy. Nó dài. Nó dài cỡ khoảng độ từ phần chậu này, mép chậu ra đây nó khoảng chắc 1m2. Ép plastic, đấy ngay. Đó, các bác nhìn. Để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ không bị phục lát. Da rẻ của nó cứ nứt ra này. Ép plastic công nghệ cao. Chưa, ngay chưa thấy đối tượng. Lê Bang, anh Lê Bang này. Đấy, cây này lá nó nhìn như cây Hàn Quốc nhỉ. Con non nhãn tới bảo cái nhãn chưa thấy bao giờ. Con này cây hay đấy. Mai Lan gọi là Mai Lan hoa thơm đấy. Chơi được. Con này Ninh Bình nhiều lắm. Đấy đấy, ông này Ninh Bình đấy. Ninh Bình à? Ép dẻo, ép dẻo, ép lăn tích. Em Ninh Bình, em biết nhà vườn nào đây. À thế à? Để đảm bảo cho tất cả. Cận Ninh Bình lên đây á? Em Hoài Đức mà. À, nhà quê ấy thì. Gần chỗ Dũng Sinh luôn đây. À thế à? Gần chỗ Dũng Sinh. Thảo nào cũng bảo là có... Có người quen trên đi biết. Yên Khánh nhỉ? Anh giao có biết giao Linh Khánh không? Giao giáo viên mới giỏi em. Yên Khánh thì em ít đâu. Ở dưới Linh Khánh rồi. Trước nó dậy là Khánh Phú. Đấy, đẹp quá nhé.
lá nó hơi giống cái lá cái sắn 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 chài ấy, không có quả. Thấy chưa? Đẹp quá. Đẹp nhá, chất mới là đẹp lắm. Giấy chất mới đẹp lắm. Đêm Huế là đêm Huế. Đây còn nhiều hàng trên này lắm. Cất dấu ủ mưu trăng. Cái này là quả phúc đẹp ghê. À, phát được cái làng luôn quá. Đây được quả phúc đẹp quá. Lâu rồi, thế dưới to như con tay nữa. Ok, để sang bên này. Trang viên anh Lực. Anh Lực rồi, hình như là bán mấy cây rồi vẫn. Bây giờ còn vẫn còn một số cây to đang chờ các bác này. Quế thơm quá, quế thơm quá. Quế thơm quá. Tôi đúa thần hôm trước này. Đấy, tiếng đục thần thương chưa? Ra chợ thấy đục là khoái quá. Nhớ ra đấy xem kết quả được chứ bây giờ chờ các bác cái đục thì lâu lắm. Đây, người đẹp Phạm Minh Lực đây. Cả cái xe tôi đang quay cây của bác ý đấy. Trời mưa suốt cho nên mùi hoa nguyệt quế thơm lắm các bác. Nở. Thơm quá, thơm quá chứ. Quế này là thơm quá. Mà để trong khoảng thì hay, để gần chắc là cũng khó chịu đấy. Thơm quá. Giống kiểu như hoa sữa. Tất nhiên không khó chịu như hoa sữa nhưng mà để mà gần nhiều quá là cũng ngạt. Hoa ly để trong phòng mà kín ngạt. Cây này hình như của hồng kêu. Hồng kêu. Bác nhìn. Thì tôi chỉ đứng cạnh tí mà cảm giác nó sọc lên, hương nó đậm quá, đúng rồi. Đấy. Hùn hìn này, đấy, nghe chưa? Đấy, hở cái bẹn là đẹp chưa này? Đấy, chậu, hàng chậu đấy. Chậu đấy. Tôi chỉ có đây là của mấy anh em An Khánh với nhau đây. Tí nữa hỏi giá các bạn. Bây giờ đang tán gẫu trong kia. Đấy, đồ mini này đẹp đấy.
mini đẹp. Đẹp đấy. Bao tiền đấy? Bao tiền đấy? Bao tiền đấy? Đây hỏi giá anh em có biết nào? Đây đấy hay là hỏi cho anh em đi. 5 triệu. 5 triệu. Đấy, cây kia của anh nữa đúng không? Cái đấy là bao nhiêu nhỉ? Có được 12 triệu. 12. Còn cây nào nữa? Thế rồi. Còn à cái dưới này dưới 12 triệu 500. 12 triệu rưỡi. Đọc số nghệ nhân cái nhỉ? Đọc lại 936. 936. 153163. 153163. Đấy, rồi, tí về. Xong cái đã, xong việc đã. Đấy, anh em lại biết thêm thông tin rồi nhá. Phải gọi bác mới ra, nếu không có thì thế thì không có thì lại các bác lại nhiều khi lại không biết giá. Cây của vời. 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 Đấy, con đi cái đi cục hôm trước đây. Đẹp cái này đẹp này. Vâng, ok. Em xong cái thì vào. Đây là hàng mới. À đây con làm bài đá đúng không anh? À. Chắc ông không được nhìn thực tế với lại hoặc là ông lại đang bị đói chẳng hạn. Hôm rồi anh gọi điện nếu mà trong đúng rồi, mình cho nhiều cơ hội mà. Đấy, cái này cũng đẹp này. Đấy, đẹp, phôi này đẹp, phôi chân cẳng tốt đấy. À, quay chưa gần hết nhưng mà nó đang lung tung chả biết cây của ai của ai. Đây à, anh này đúng không? Đấy, cây này bao nhiêu? Cây cây 10 triệu. 10 triệu, cây đẹp này. Nhìn nó túi túi thế thôi nhưng mà đẹp. Phải được nuôi. Đấy, cái này 8 hôm trước đây nhỉ? Đây. Con này 7 triệu. 7 triệu, đây. Con này rẻ, con này có 2 triệu rưỡi mà. Con này là của ông Khang. Con này của anh Thắng. Thắng. Lại đọc số nghệ nhân cái nhỉ? 0936. 0936. 292. 292. 377. 377. Con này đẹp không? Ui, ở nặng phết đấy. Bỏ mẹ đi. Ừ, bỏ đi. Hôm nay ông cắt mất cái này của mình. Ừ. Rồi nó sẽ đang cho cái bông đỡ thôi được đẩy đây ra đấy. Mắt kia nằm phải không? Thằng này kể cả nó chạy đây cũng được. Nó để cho thằng này lên đây. Sao nó lại ra xung quanh đây mà? Con này còn xây dựng nó kiểu nối chiếc hoành mà. Đây tay 1, tay 2 nó đây, nó đẩy vào đây, ngọn nó lên. Nó 10 đồng. Này là mình khó ấy. Hiếm. Hàng chậu mà, hàng chậu. Hàng chậu. Đấy. Chẳng qua là mưa ướt đâm đất nó lẫn với bệ không nhìn rõ thôi. Đỏ là da đỏ người mà. Này là đấy. Bỏ như này. Trước này mọi này định từ nhà không ra để kiếm một cái canh và cứ đút vào đây nuôi cho nó đầy á, vừa làm chân luôn thì nó ra gì cái là mình chân luôn ra phải làm kỹ thuật thế chứ không thì bệ vệ lắm, thế thì bệ vệ lắm. Mặt trước mặt này nó mình xây dựng mặt này là mặt phải này đấy, sao nó sau nó là có chữ hoành mà nó băng rồi. cái này nó đây. Lôi thằng này nó lôi to này, trong này là nó hết cái điểm ấy mà kéo ra này phát vai ra này, còn con này mà nó vẫn nảy được cái trên này nữa thì thôi rồi. Con này trên thôi luôn, khỏi phải bàn đấy, đẹp luôn, không biết thì lại bàn chọc luôn. Đẹp luôn. Ok rồi, cảm ơn anh, chơi đẹp.